Xin kính chào quý các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Hay. Ngày hôm nay thì thị trường xe tại Việt Nam cũng như trên thế giới đã đón nhận hai mẫu xe mới, bao gồm chiếc Toyota Corolla Altis ở Việt Nam và chiếc Mazda CX-60, một mẫu xe cũng khá quan trọng với thương hiệu Mazda được ra mắt trên toàn thế giới. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy tìm hiểu về hai mẫu xe này nhé. Đầu tiên là về sự ra mắt của chiếc Toyota Corolla Altis 2022 tại thị trường Việt Nam. Thì cụ thể thì mẫu xe này sẽ có 3 phiên bản, bao gồm phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HEV. Trong đó thì nổi bật nhất mà phải kể tới ngay ở trên mẫu xe này đó chính là nó sẽ có thêm phiên bản được sử dụng động cơ hybrid tương tự như mẫu xe Corolla Cross được ra mắt cách đây một thời gian và cũng đang bán rất chạy ở thị trường Việt Nam. Và mức giá của Corolla Altis ở Việt Nam thì sẽ dao động từ 719, 765 và 860 triệu đồng, tức là đã tăng so với cả trước đây. Và khi so sánh tham chiếu với cả các đối thủ trong cùng phân khúc thì mức giá mới của Altis 2022 thuộc nhóm cũng tương đối cao, chỉ thấp hơn đối thủ là chiếc Honda Civic đâu đó khoảng 230 triệu đồng và cao hơn đáng kể so với những đối thủ ví dụ như là Kia K3, Hyundai Elantra hay thậm chí là Mazda 3. Và vẫn như thông lệ thì cái giá của sự trong trắng trên Toyota Altis trị giá là 8 triệu đồng. Mình nhớ chiếc Honda Civic đối thủ của chiếc Altis, cái giá của sự trong trắng cũng rơi vào khoảng 5 triệu. Và cái giá của sự trong trắng trên phiên bản Altis, trên mẫu xe Altis thì lên đến 8 triệu đồng cơ. Đây cũng là một con số cũng tương đối thú vị đối với cả mẫu xe sedan hạng C tới Nhật Bản này. Và trên Toyota Altis thì đầu tiên chúng ta hãy cùng đi về vấn đề thiết kế, về những thứ mà chúng ta nhìn bằng mắt trước đi. Thì trên Toyota Altis 2022 có thể nói đây là một mẫu xe nó hoàn toàn mới, bao gồm từ phần khung gầm lẫn động cơ. Thiết kế tổng thể ở cả nội thất và ngoại thất của Altis giờ đây nó đã trẻ trung hơn rất nhiều. Và chúng ta đã phải chờ đợi cái điều này khoảng 3 năm sau khi nó ra mắt ở thị trường Thái Lan. Và đến nay nó đã cập bến ở Việt Nam. Trẻ trung hơn, thời trang hơn, năng động hơn, đó là những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trên chiếc Altis mới. Nó không còn cái hình ảnh bị già nua, bị cục cằn như trên chiếc Altis thế hệ trước nữa. Và đó là ở phần thiết kế. Thế còn ở trang bị thì sao? Một số những trang bị nổi bật ở trên Corolla Altis mà mình có thể kể tới với các bạn, ví dụ như là hệ thống âm thanh của JBL 6 loa trên phiên bản cao cấp nhất. Mâm xe bản cao cũng dùng 17 inch, còn trên phiên bản thấp là 16 inch. Có gương chỉnh điện gập điện tự động, có sạc không dây, có màn hình giải trí cỡ lớn 9 inch, có HUD, có màn hình TFT ở trong đồng hồ công tơ mét 7 inch, có cả giám sát áp suất lốp, điều hòa tự động 2 vùng ở trên phiên bản cao và đặc biệt là gói an toàn Toyota Safety Sense ở trên phiên bản 1.8V và 1.8HEV. Nói đến Toyota Safety Sense thì đây cũng có thể coi là một trong những cái bước chuyển mình của thương hiệu Toyota tại Việt Nam. Trước đây thì khi nhắc tới Toyota thì người ta vẫn nghĩ đến những hình ảnh bảo thủ, chẳng có gì để hỏng cả và một cái thiết kế nó rất là nồi đồng cối đá. Thì ngày nay Toyota không chỉ thay đổi ở trong phần thiết kế mà ngay đến những trang bị ví dụ như Toyota Safety Sense, nó đã cải tiến rất nhiều so với cả các đối thủ và nó đã gia tăng thêm sức hút với cả người dùng trẻ. Và đặc biệt thì không chỉ có chiếc Toyota Altis mà chiếc Toyota Corolla Cross từng ra mắt cách đây một thời gian cũng vô cùng nổi bật với trang bị hệ thống động cơ là hybrid đầu tiên và cũng là duy nhất trong phân khúc của mình. Có thể nói đây là một bước đi rất chơi lớn của Toyota. Họ một thời gian họ đã bị chậm lại so với các đối thủ và giờ đây với hybrid và Toyota Safety Sense cộng với một mức giá nó cũng khá là hợp lý thì Toyota Việt Nam đang cho thấy sự trở lại của mình trên thị trường xe ở Việt Nam. Về chuyển động thì trên phiên bản 1.8V và 1.8G của Altis 2022 sẽ sử dụng động cơ 4 xi lanh 1.8 lít và sản sinh công suất là 138 mã lực. Đây là cái hai phiên bản mà mình cũng không quá chú ý và chú ý nhất chính là phiên bản sử dụng động cơ hybrid với động cơ 4 xi lanh 1.8 lít kết hợp với cả motor điện sản sinh ra công suất gần 170 mã lực và hơn 300 Nm mô men xoắn. Khối động cơ điện ở trên Altis thì nó gần như tương đồng so với cả chiếc Corolla Cross về công suất, về mã hiệu động cơ gần như tương đồng với nhau. Và mẫu xe này sẽ có đi kèm với cả hộp số CVT và hai chế độ lái thông thường và thể thao. Trên phiên bản HEV chúng ta sẽ có thêm cả chế độ lái chạy điện. Tự chung lại ở trên Corolla Altis thì chúng ta phải thừa nhận với nhau đây là một mẫu xe nó có một sự thay đổi rất lớn, bao gồm từ phần thiết kế, bổ sung nhiều trang bị tiện nghi lẫn an toàn và đặc biệt là có thêm công nghệ hybrid đầu tiên và cũng là duy nhất trong phân khúc. Các bạn thấy sao về mẫu xe này? Về mức giá từ 719, 765 và 860 triệu đồng của Altis thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé.
Tiếp ngay sau sự ra mắt của Toyota Corolla Altis tại Việt Nam, một mẫu xe khác cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, đó chính là chiếc Mazda CX-60 vừa được ra mắt trên toàn thế giới. Mazda CX-60 có thể được coi là một con bài chủ lực của thương hiệu Mazda trong công cuộc tiến từ một hãng xe hơi phổ thông lên một hãng xe hơi cao cấp tiệm cận hạng sang. Tại sao là như vậy? Các bạn có thể nhìn thấy ngay ở trên CX-60 sẽ có 4 điểm vô cùng nổi bật, đó chính là từ phần khung gầm, thiết kế, động cơ và hệ thống treo. Đầu tiên là về khung gầm thì Mazda CX-60 được phát triển trên nền tảng khung gầm hoàn toàn mới mang tên gọi là Sky Active Multi Solution Scalable Architecture, một hệ thống khung gầm mang thiên hướng của những mẫu xe dẫn động cầu sau hoặc AVKD nhưng vẫn thiên hướng của những mẫu xe sử dụng chủ yếu là cầu sau. Và với việc sử dụng nền tảng khung gầm mới này thì Mazda CX-60 cũng sẽ có kích thước khá tương đồng với nhiều mẫu xe SUV hạng sang cỡ trung, ví dụ như Mercedes-Benz GLC, Audi Q5 hay là BMW X3. Thứ hai là về mặt hệ thống treo thì ở trên Mazda CX-60 chúng ta sẽ có hệ thống treo phía trước dạng tay đòn kép và phía sau là liên kết đa điểm. Nó hoàn toàn không thua kém gì so với cả những mẫu xe hạng sang cỡ trung mà mình vừa mới kể thêm ở trên. Và về phần thiết kế thì sao? Đối với cả Mazda CX-60 thì nếu để nói về vẻ đẹp, mình nghĩ sẽ có mỗi người mỗi quan điểm, mỗi mắt nhìn nó sẽ cho thấy một cái vẻ đẹp khác nhau. Nhưng đối với cả Mazda CX-60 theo quan điểm của cá nhân mình thì đây là một mẫu xe nó mang một cái hơi hướng thiết kế Kodo mới, vuông vức hơn, nam tính hơn rất nhiều so với cả Kodo trước đây. Nhưng mà đối với quan điểm cá nhân mình thì có thể là nó chưa được thuận mắt cho lắm, nhưng mà vẫn phải thừa nhận một điều, đó là Mazda họ làm rất tốt trong việc cao cấp hóa những chiếc xe của mình, không chỉ ở phần thiết kế mà ngay đến phần hoàn thiện cũng như vậy. Có thể nói Mazda là một trong những thương hiệu xe phổ thông tách biệt hoàn toàn so với những đối thủ đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc. Chúng ta sẽ nhận thấy một cái mức độ chỉn chu, một mức độ cao cấp hơn rất nhiều so với những đối thủ. Và một yếu tố quan trọng nữa, đó chính là trên Mazda CX-60 nó sẽ có động cơ hybrid và đưa chiếc xe này trở thành mẫu xe mạnh nhất trong lịch sử của Mazda, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Và cụ thể thì trên phiên bản hybrid của Mazda CX-60 nó có thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 5,8 giây. Tức là hoàn toàn không thua kém so với những mẫu xe mình vừa mới kể tên, ví dụ như GLC, Q5 hay là X3. Và kết hợp với đó thì ở trên phiên bản hybrid nó còn được trang bị bộ pin lithium ion 17,8 kW và nó cho phép cái phạm vi di chuyển thuần điện của Mazda CX-60 phiên bản hybrid là 60 km. Các bạn có thể hình dung mà xem, nếu mà chúng ta sử dụng mẫu xe này di chuyển ở trong đường phố hàng ngày thì 60 km chúng ta sẽ không cần đổ một giọt xăng nào. Đây là một trong những điểm nổi bật của Mazda CX-60. Và phiên bản hybrid của Mazda CX-60 cũng là mẫu xe mạnh nhất tính cho đến thời điểm hiện tại của Mazda, thương hiệu đến từ Nhật Bản từng sản xuất. Tự chung lại ở trên Mazda CX-60 với 4 điểm nổi bật mà mình vừa mới kể tên, bao gồm từ khung gầm, kích thước, hệ thống treo, động cơ và thiết kế, nó cho thấy Mazda quả thực đang tiến gần hơn đến công cuộc chuyển hóa mình thành một thương hiệu xe sang, và CX-60 chính là một con bài chủ lực trong đó.